mong manh galip nồng nọc lúc 5-6 nghỉ ngày thì bị lật bụng lúc mới lên tảo thì cái đó trường hợp đó cũng không chỉ riêng em mà cũng rất là nhiều bà con bị và chính ra chính vì vậy nhà trong cái quy trình ương nồng nọc của anh á nếu mà em có để ý nha thì thường trong ngày thứ ba anh sẽ cho ăn men tỏi hoàn toàn 100% sau ngày 4-5-6 là sáng ăn men tỏi và chiều ăn cái hàng cá mốc mà lý do tại sao mà anh lại cho cái ăn mài thứ ba nguyên nguyên một ngày là ăn men tỏi thì cái giai đoạn đó con nồng nọc, nọc nó ăn nó ăn xong lật bụng thì đa số là thường á, là một là nó sẽ lật lúc nắng hai á, là sau khi mà chúng ta gãi cho ăn thì nó bị sẽ lật thì nguyên nhân như em nó biết á, là cái con nồng nọc, nọc khi nó mới nở ngoài thiên nhiên thì nó sẽ ăn bo bo nó ăn những cái thức ăn tự nhiên nên em ra là khi mà chúng ta bắt đầu nuôi công nghiệp thì chúng ta ăn thức ăn công nghiệp thì cái hệ tiêu hóa của nó, cái hệ tiêu hóa của nó hoàn toàn là nó chưa có thể đáp ứng được, nó chưa thể đáp ứng được cái cái dinh dưỡng, cái cấu trúc dinh dưỡng của thức ăn công nghiệp. Nên năm ra mà khi mà mình cho ăn ngày thứ ba là anh bổ sung cái men tỏi là gì? Một là cái tỏi là nó là bản chất là cái kháng sinh bên đường ruột, nó bảo trợ đường ruột. Thứ hai là nó sẽ bổ sung cái hệ vi sinh vật, bổ sung hệ sinh vật vào trong cái đường ruột của cái con ăn ếch mà đặc biệt á, là khi đó cái men tỏi nó cũng có cái tác dụng là nó bổ trợ cái vấn đề tiêu hóa của cái con ếch của mình và em thấy ngày 4 năm 6 á, thì anh liên tục cho ăn nghĩa là sáng anh ăn men tỏi chiều anh ăn ca mốc cái men tỏi mục đích là bổ trợ đường ruột cái ca mốc thực sự là nó cái nhóm kháng sinh chuyên về cái trường hợp mà xuất huyết đường ruột 5 năm trong giai đoạn đó từ giai đoạn 5 6 7 8 ngày thì chúng ta chỉ cần giữ được cái đường ruột nó tốt là ok chính vì vậy trong cái quy trình ương nằm nọc của anh anh luôn luôn là chú trọng đến giai đoạn một tuần lễ đầu nên năm ra là bà con cần phải quan tâm cái cái vấn đề đó thì nếu mà bà con nào mà vướng phải trường hợp đó thì bà con có thể tham khảo cái quy trình của việc nha thì anh em theo video mình mà có hai bước thì nhớ cho mình một tim một đó like đặc biệt là follow kênh để theo dõi những video tiếp theo nha